Kính thưa quý vị, Úc tìm được những mảnh vỡ ở Nam Ấn Độ Dương, có thể là của chiếc máy bay bị mất tích, tên từ Sepan. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mã Lai, ông Hishamuddin Hussain, hôm nay cho biết cơ quan chức năng Úc đã có báo cáo về hai vật nổi trên biển ở Nam Ấn Độ Dương, có thể là những mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 bị mất tích. Các giới chức Úc cho biết vệ tinh đã phát hiện các vật nổi trên biển 4 ngày trước đây tại một trong những vùng xa xôi nhất của thế giới, khoảng 2.500 km về phía tây nam của Perth, trong vùng đại dương rộng lớn giữa Úc, Nam Châu Phi và Nam Cực. Các hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi công ty Digital Global của Hoa Kỳ đã được chụp vào ngày 16 tháng 3, có nghĩa là các mảnh vỡ có thể đã trôi xa vị trí ban đầu. Ông Hussain cho biết mọi nỗ lực đang được thực hiện để xác định vị trí của các vật được nhìn thấy trong các hình ảnh vệ tinh. Ông nhấn mạnh đây là đầu mối đáng tin cậy nhất cho đến nay, nhưng vẫn cần được xác nhận. Một trong hai vật được nhìn thấy có chiều dài khoảng 24 mét và nổi trên mặt nước trong vùng biển sâu hàng ngàn mét. Vật thứ hai dài khoảng 5 mét. Các quan chức cảnh báo có thể phải mất vài ngày để xác định các vật này có phải là những bộ phận của chiếc máy bay bị mất tích hay không. Ông Hussain nhấn mạnh rằng vị trí của chiếc máy bay vẫn còn là một bí ẩn. Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình kiểm soát không lưu ngoài khơi bờ biển phía đông của Mã Lai vào sáng sớm ngày 8 tháng 3, ít hơn một giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur trên đường bay đến Bắc Kinh. Trong một trung tâm mua sắm gần phi trường quốc tế Kuala Lumpur, người dân đã viết những thông điệp hỗ trợ và cầu nguyện cho 239 hành khách và phi hành đoàn bị mất tích trên chiếc máy bay MH370.